America Khi mà bạn nói một câu như vậy Mà bị người Nhật bảo là cậu nói tiếng Nhật sai rồi Thì mọi người có biết là mình nói sai ở đâu không? Ừ. Thực ra trong tiếng Việt mình nhá Khi mà mình nói rằng là muốn làm cái gì đó Thì dù chủ ngữ là mình hay là người khác Chúng ta vẫn sẽ nói là tôi muốn làm cái này Anh ấy muốn làm cái kia Về mặt căn bản thì cái hình thái của cái động từ Nó sẽ không thay đổi Vẫn là muốn làm thôi Đúng không nào? Tuy nhiên tiếng Nhật thì khác khi chúng ta muốn nói về ý muốn của bản thân mình nha thì ví dụ, wa Amerika ni des. hoặc là bạn hỏi trực tiếp về mong muốn của đối phương đi, wa ni deska? thì chúng ta dùng như bình thường cái v tay, ok. Còn lại chủ ngữ là một đối tượng thứ ba thì chúng ta sẽ không không nói được với v tai giống như cái câu văn ở đầu clip này của mình đó là Tomodachi wa Amerika ni shitai desu. Mà trong trường hợp này chúng ta sẽ có thể thay bằng hai cách nói như sau. Đầu tiên chúng ta có thể nói là v tai thành là v ga diễn tả cái mong muốn của một cái người thứ ba nhá. Thì mình sẽ dùng là v ga chứ không phải v tai nữa. Ở Tomodachi wa Amerika ni shitagatte imasu. Ok chưa nào? Còn nếu như mà các bạn đã lỡ nói là Tomodachi wa Amerika ni ryugakushitai Thì thêm cho mình nhé To itimas Thì mình sẽ chuyển thành dạng cái, dạng câu là gì nhỉ? Trích dẫn lại cái lời nó của đối phương, cái mong muốn của đối phương đi Tomodachi wa Amerika ni ryugakushitai to itteimasu Bạn tôi nó nói rằng là nó muốn đi du học Mỹ Ok chưa nào? Túm cái váy lại là các bạn chỉ cần nhớ cho mình đó là trong câu mà nói về cái ý muốn của người thứ ba thì các bạn đừng dùng nguyên là vê tay